Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì đây là một video tiếp theo về một tựa game mà mình try hát. Thật sự là cái kênh này mình lập ra thì try hát rất là nhiều tựa game rồi. Và hôm nay lại có một cái game mới, nó không, một cái game nhái mới, thế đúng hơn, mới xuất hiện. Nó có tên là Ngọc Rồng Lợn. Nó khá là hot nên mình nghĩ là mình sẽ thử chơi về nó một thời gian nhá. Và anh em yên tâm là mình không có câu view hay là câu gì của anh em đâu. Bởi vì anh em có thể biết là kênh của mình cũng chỉ mình chơi và mình trải nghiệm như nào rồi mình đăng lên thôi. Anh em hãy xem và coi nó là một video giải trí nhá. Thứ nhất là mình cũng không khuyến khích hay là không lôi kéo người chơi hay là không làm bất kỳ điều gì hết, chỉ chơi như danh nghĩa của một người chơi thôi. Ok, mọi người hiểu chứ? Rồi thì bây giờ mình sẽ vào luôn video nhá. Thì đầu tiên ý, thì mọi người đây, đầu tiên thì mình nghĩ là mình nên giới thiệu cho mọi người cách để tải vào dòng lậu đó nhá. Thì cái này thì chắc là mọi người biết rồi, game này có tên là cái đéo gì nhỉ? NRO Dreamland. Mình nghĩ vậy. Thì cái này thì mình đã vừa lập tài khoản rồi mọi người. Ở tài khoản đây này thì mình đã vừa lập xong rồi. Và cái này thì nó cũng khá là hay ho đấy. Cái này thì mình hướng dẫn cho bạn nào cần thôi nhá. Mình nghĩ là cũng mình không biết là có mình không khuyên anh em là nên chơi nhá. Cái này mình nói trước là không khuyên anh em nên chơi bởi vì mất tiền đấy. Chơi cái này là mất tiền chứ không phải miễn phí. Và đây chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi. Theo mình biết là như vậy. Và muốn chơi cái này thì mọi người cần phải nạp thẻ mọi người ơi. Sau khi mọi người tạo tài khoản xong, lên cái trang này tạo tài khoản xong thì mọi người phải nạp tiền vào mọi người ạ. Đây mình sẽ phải nạp 50.000 vào. Theo thằng em của mình nói là như vậy mọi người. Theo thằng em của mình nói là phải nạp 50.000 vào. Đó. Rồi. Phải nạp 50.000 vào thì mới có thể tạo được tài khoản đấy nha. Rồi sau khi nạp xong thì nó ghi là nạp thẻ thành công. Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ kích hoạt được chưa ta? Cái này chắc là phải đợi một lúc mọi người. Đấy, đợi một lúc để đấy, các bạn nào cứ đây. Coi nó lên được là 50.000 rồi này. Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt và chúng ta sẽ kích hoạt được một tài khoản. Mình sẽ phải kích hoạt được một tài khoản này với giá là 50.000. Mình thì không khuyến khích mọi người chơi bởi vì nó có liên quan đến tiền bạc và mình thì mình không muốn xem người xem kênh của mình bị mất tiền vì mình hay là bị làm sao vì mình. Cái này thì mình cũng không biết là có mất hay không hay như thế nào, mình chỉ nghe thằng em mình chơi như vậy thôi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào game để mình đăng nhập mọi người nhá. Thì vào game thì như bình thường thôi, sau khi kích hoạt xong thì mình sẽ đăng nhập vào nhá. Đấy, cái này tên mình đặt cho vui nhá, chứ mình không có liên quan đến cái tên này đâu. Mọi người đừng có lôi mình vào cái kênh Saga TV nhá. Nó nghe giọng ấy rất là giống đấy, nhưng mình không phải nó đâu nhá. Mày bị điên à? Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu vào. Đúng không ta? Mình ghét nó quá nên là mình đặt tên nick giống nó luôn anh em ạ. Đây thì mới vào thì chắc là cũng như bình thường thôi, thế nó cũng lại xoay. Game bảo nào cũng như vậy, nghe có vẻ là lag quá. Có khi lại phải ao ra vào lại rồi. Để mình thử vào lại mọi người nhá. Đây, để mình thử vào lại phát trên lag ạ. Đấy, vào cái mới cho mọi người xem nhá. Rồi, có sai là toàn đây được rồi. Khá là nhanh gọn lẹ thôi. Thì đây, bây giờ thì mình sẽ chơi một hành tinh thì nó sẽ chơi người rơi tí đi. 5x thì nghe xin lè lè này, trái đất thì thôi chơi 5x đi. Đặt luôn tên như thế bởi vì là nó mọi người toàn nhầm mình với nó thôi nên mình bực lắm anh em ạ. Thôi được rồi, tấu hài thế đủ rồi. Giờ thì mình sẽ thử đi chơi trải nghiệm thử xem. Bật cheat and fast nào, game mới ra là chúng ta phải trải nghiệm anh em ạ. Đó. Đấy, thằng nào mà anti kênh Saga TV thì qua đây nhớ like và đăng ký kênh của mình. Ok rồi thì mình cái này thì không có nhiệm vụ gì nhá mọi người nhá. Thì mới vào thì chúng ta nhận ngay được mà. Ok, 1 tỷ vàng, 100 cây ngọc xanh, 100 cây ngọc hồng. Nói thật là cái này thì chúng ta có thể là chơi một cách gọi là quá là đẳng cấp luôn. Ôi mang vừa ra cái vũ hồn luôn mọi người. Rồi thì mình sẽ đi mua một cho mình một bộ đồ đã mọi người. Cái gì cũng phải thế, mình cứ phải sắm cho mình một bộ đồ đã mặc dù chưa mặc được. Một cái giày nữa này. Đó, ok, đủ đồ rồi. Giờ ui mình cầm vào nó mất, đúng không? Không đúng được người ta. Chắc đây chỉ là phục trang thôi mọi người. Để mình đấm thử bọn này. Sao không đấm được ta? Sao mình không đấm được? Hay là mình phải tăng tiềm năng mình mới đấm được? Hình như là mình chưa học chiêu đấm. Nó chưa cho mình đấm hết hả mọi người? Game này lạ nhỉ. Rồi, ok thì không sao. Mình, người ta bắt mình học chiêu đấm thì mình chiều người ta thôi, học luôn. Ok, khá là phi logic. Mới vào game mẹ không cho đấm á. Học tiếng ấy luôn. Thôi được rồi, bỏ chuyện đấy qua một bên đi. Giờ thì mình sẽ đi pem. Vẫn không pem được mà sao ta? Đây pem được. Ui trời ơi, 500
tiềm năng một hit mọi người ơi. Trời ơi, game bịt rồi. Game bịt rồi mọi người. Ok, vừa vào là mình đã thấy một hiện tượng không hề hợp lý một tí gì. Khi mà chúng ta vừa vào, chúng ta đã thấy mẹ được 500 tiềm năng một hit rồi. Game rất là bịp luôn. Cái gì đấy, có bản hack auto nhặt đồ đấy anh em. Trời ơi, mấy thanh niên toàn cải trang VIP khủng khiếp ở đây. Vui mình mới qua, mình không có thích nghi được mọi người. Giới thiệu qua cho mọi người tí thôi. Ui, sẽ ra sao nếu như bây giờ mình nhận được vàng nữa này. Ui, thế là mình có 2 tỷ vàng này. Bây giờ để mình thử nhận làm dần 1 sao nhá. Hành trang không đủ chỗ trống, phải chấm mẹ game chưa? Cái tên à? Nhìn hành trang kiểu không có cái gì luôn mà nó vẫn bảo là không đủ chỗ trống á. Bực mình nhá các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể nhận được thêm sao pha lê đó. Mình nghe nói thằng em mình nó bảo là sao pha lê nó không có tác dụng trong cái game này ở giai đoạn bây giờ hay sao ấy. Kiểu nó đập một set 6-7 sao nó ép HP gì vào ấy. Cũng không có bang hội luôn mọi người. Không có bang hội luôn. Khá là hay nhỉ. Đi úp tên ta nhỉ. cái gì ấy. Không có gì cả. Mình nhìn nhầm ấy nha. Tóm lại là mới vào thì chưa có gì. Sao mình không biết mua một con tự động luyện tập anh em nhỉ. Được ấy. À không, một cái capsule đặc biệt chứ. Rồi, thì với cái này thì chúng ta có thể là qua đảo Cam Bên để test tế nhỉ. Hay đấy, hợp lý đấy. Với cái trang là nó đẹp cho mình cái nhỉ. Đẹp nhưng phải mặc được trời. Đây, đeo được này. Cái này em đeo được này, ngon. Khá là nhiều cái trang mình đeo được anh em ạ. Để mình thử xem là có cải trang nào đeo được mà mình cảm thấy ok ra thì mình đeo nhá. Cải trang này yêu có sức mạnh này, cải trang yêu có sức mạnh này. Con chó này yêu cầu, ôi mẹ con chó yêu có sức mạnh anh em ạ. Nhưng chắc là mình sẽ mua một con chó mọi người nhá, bởi vì mình nhìn thấy nó khá là đẹp. Gì đó ta? Vì sẽ, con này không yêu có sức mạnh được. Đó, đấy, cải trang ngầu nhất xem vào luôn. Đấy. Ok, ui sợi, mẹ ngầu lòi luôn anh em. Rồi, thôi, để xem mấy cái tính năng khác là đổi coi các thứ này. Ok. Cái gì đây? Mấy thằng chơi sai ra 5 mét là ok, cái thằng chó này mọi người bực ghê nhỉ. Thằng mất dạy này, mình chắc thế giới mình chửi nó thằng nào nhỉ? Thằng nào vừa chắc nhỉ? Đây. Xe phe đúng không? Cái cú thế nhỉ? Ba. Đấy. Xe là. Đó, chửi lại ngay mọi người. Sợ gì? Đấy, không có đùa đâu đấy mọi người thấy không? Mẹ không có đùa đâu. Mẹ dân chơi 5k5 sức mạnh đi chắc thế giới như phim hack luôn. Rồi, thì chắc là video ngày hôm nay của mình đến đây thôi nhá. Nếu mà bạn nào cảm thấy hay ý, thì cho mình xin một like, đăng ký kênh. Và mình xin nhắc lại, hãy xem video của mình với cái phương châm là giải trí thôi. Bạn nào không thích thì không cần đăng ký kênh cũng được, không cần like cũng được. Bởi vì kênh này của mình làm để mình trải nghiệm game thôi. Và đặc biệt ở trong những video sau. Bye bye.